giây phút tưng bừng đến với trời. Hay quá, chậm châu. Xin chào anh. Chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh nghe em hát nè, anh nhìn trang phục của em cộng với cái không khí ấm cúng của gian bếp này thì anh có cảm giác như là mùa Noel đang sắp tới gì đó. Dạ đúng rồi, bây giờ thì tất cả quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đang tưng bừng đón chào một mùa Noel. Minh Châu xin được thay mặt những người thực hiện chương trình chúc cho quý vị có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp bên người thân, gia đình của mình. Mà Minh Châu có biết không, thường thì vào những cái dịp mà Noel thì cả nhà thường hay quây quần cùng ăn cơm với nhau. Dạ. Rất là ấm cúng và rất là vui vẻ. Dạ đúng rồi, em còn nghe nói là ở bên phương Tây á, anh có một bữa tiệc gọi là Réveillon, tức là sau khi đi nhà thờ về thì tất cả mọi người trong gia đình cùng quây quần bên nhau nè, ăn một bữa cơm đầm ấm, chắc chắn là rất là tuyệt vời đó. Đúng vậy. Vậy thì nhân cái chủ đề là món ngon vui Giáng sinh thì anh Vũ hãy hướng dẫn một món ăn mà cả gia đình có thể cùng nhau thưởng thức trong đêm Noel đi. Sẵn sàng thôi, món ăn của anh được chế biến từ hải sản, mà không những là phù hợp với tiêu chí của mình là món ngon vui Giáng sinh mà còn là món ngon trong tích tắc nữa các bạn. Món ăn có tên là cà ri tôm càng. Đây, tất cả anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Thưa quý vị các bạn, để chế biến món cà ri tôm càng, chúng ta cần có tôm càng nửa ký, ớt chuông xanh vàng, sả cây, ớt hiểm, hành tây, tỏi băm, hành tím băm, nước cốt dừa, nước dạo dừa, dầu ăn và bột cà ri tiện dụng Aziquick. Bây giờ em đã sẵn sàng rồi đó, và chắc chắn là quý vị khán giả cũng sẵn sàng rồi. Anh Vũ bắt đầu nhé. Rồi, dễ thôi. Trước tiên thì tôm này chúng ta phải sơ chế. Dạ. Thì anh sẽ cắt càng để lại. Anh cắt bỏ chân ha, và phần đầu, cắt bỏ đầu như vậy luôn. Và mắt anh cũng cắt bỏ luôn. Ngâm kỹ. Và đặc biệt anh cắt bỏ một cái phần đuôi nhọn. Dạ. Ở cái đuôi tôm như vậy ha. Khá là nguy hiểm cho trẻ em đúng không anh? Đúng vậy, khi ăn thì có thể bị đâm vào miệng. Và cái tiếp cắt dọc cái sống lưng tôm như vậy ha. Và một điều đặc biệt nữa là chúng ta phải lấy cái túi phân ở cái phần đầu tôm ra. Dạ, em nhớ rồi, đây là một lưu ý nhỏ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không tuân thủ thì món tôm sẽ không ngon, bởi vì tôm không sạch đúng không anh? Đúng vậy. Quý vị khán giả thân mến, khi làm tôm quý vị nhớ lưu ý là chúng ta sẽ lấy túi phân ở đầu tôm ra. Như vậy thì tôm sẽ sạch và món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn. Tôm sau khi sơ chế xong thì chúng ta chỉ cần ướp với lại tỏi băm và hành tím băm. Anh Vũ ơi, anh Vũ có quên cái gì không vợ? Không phải đâu, hôm nay không phải là anh quên mấy cái gia vị đâu Minh Châu à. Thì vì hôm nay anh sử dụng bột cà ri tiện dụng Aziquick, do đó trong gói bột cà ri này đã có sẵn gia vị bên trong hết trơn rồi. Trong quá trình nấu thì gia vị sẽ thấm vào trong con tôm, do đó anh không cần ướp thêm muối hoặc là tiêu hoặc đường nữa, rất là mất thời giờ. Tức là bây giờ tôm mình không cần phải tẩm ướp gia vị nữa. Chính xác. Cho nửa ký tôm thì chúng ta sử dụng khoảng nửa trái ớt chuông cho mỗi loại thôi ha. Và đây thì anh cắt hình thôi. Sả chúng ta đập dập như vậy. Từ đó chúng ta cắt khúc. Hành tây chúng ta cũng cắt cỡ như là ớt chuông vậy đó. Ớt hiểm thì anh cũng băm nhuyễn luôn. Anh sẽ mở lửa lên và cho ít dầu vào. Trước tiên chúng ta sẽ xào hành tím, tỏi, ớt hiểm băm và sả như vậy. Rồi bây giờ đã vàng nâu rồi ha, anh cho tôm càng vào xào. Kế tiếp chúng ta sẽ cho vào đây một chén nước dảo trước. Cho nước dảo gì? Đối với nửa ký tôm càng thì chúng ta cho hẳn một gói bột cà ri tiện dụng Aziquick vào luôn. Anh Vũ ơi, em vẫn không thể tin được là anh Vũ chỉ dùng bột cà ri tiện dụng mà không dùng một gia vị gì khác nữa đó. Và cái quan trọng là em phải nhớ công thức để món ăn chúng ta được ngon vừa miệng là chúng ta cần nửa ký tôm càng, một gói bột cà ri tiện dụng và một chén nước cốt dừa. Chính xác, chỉ thế thôi ha. Dạ em nhớ rồi. Quý vị khán giả thân mến, nếu như chúng ta sử dụng bột cà ri tiện dụng Aziquick thì quý vị không cần phải dùng thêm một gia vị gì khác nữa, món ăn đã rất là vừa miệng rồi. Và Minh Châu thấy sau khi mà nước sôi lên ha, cho một chén nước dạo dừa sôi lên như vậy và nó có độ sánh sệt thì anh sẽ cho tiếp nước cốt dừa vào rất là nhanh. Anh Vũ ơi, anh Vũ biết không, khi mà ngửi cái mùi cà ri này nè và nhìn cái nồi cà ri tôm càng của anh á, là tự nhiên em tưởng tượng đến một đêm Giáng sinh vô cùng ấm áp, cả nhà quây quần bên nhau, mỗi người một ổ bánh mì và ăn cà ri. Mà không những chúng ta có thể dùng chung bánh mì, chúng ta có thể dùng chung với cơm hoặc bún, như là một món ăn hàng ngày như vậy, không nhất thiết phải đợi tới Noel đâu ha. Sau khi tôm càng gần chín rồi, dạ, chúng ta sẽ cho ớt chuông và hành tây vào ha.
khi trình bày món curry tôm càng thì chúng ta nên chọn những cái dĩa sâu lòng hoặc những cái tô cạn cũng được, để chúng ta có thể cho nước sốt curry và chúng ta có thể chấm bánh mì hoặc chúng ta chan chung với cơm. Đây, chúng ta cho vào đây sốt và rau. Rồi cuối cùng thì anh cho vào đây trên mặt một ít ngò rí và một ít ớt sợi cho bắt mắt. Đây, em thưởng thức và cho khán giả biết như thế nào. Dạ. Vậy mùi cà ri lắm luôn anh. Em thấy là cái mùi cà ri rất là thơm nhưng mà không hề đậm quá đâu nha. Đúng vậy. Còn nước sốt thì rất là béo nè, vừa ăn nè, món ngon vui Giáng sinh. Quý vị khán giả thân mến, trong tháng 12 này chương trình sẽ gửi đến cho quý vị rất nhiều những món ngon với chủ đề là món ngon vui Giáng sinh. Những món ngon thực hiện trong tích tắc thôi nhưng dĩ nhiên vẫn đảm bảo dinh dưỡng và phù hợp với chúng ta. Quý vị nhớ thường xuyên theo dõi nhé. Còn bây giờ chương trình xin được phép khép lại. Tuy nhiên trước khi chia tay, Minh Châu muốn nhắc đến với quý vị hai cách thức liên lạc với chương trình. Đó là hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc số điện thoại 0839308794 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Và một lần nữa, Minh Châu, Thanh Vũ xin chúc quý vị Giáng sinh vui vẻ.